chăm sóc dạy dỗ các em nhỏ như thế nào để các em sớm hòa nhập được với cộng đồng luôn là trăn trở và là mục tiêu hướng tới của chị Nguyễn Thị Việt Hà, Giám đốc Trung tâm Can thiệp Khai trí Vĩnh Phúc. 7 năm chăm sóc trẻ tự kỷ chưa phải là thời gian dài, nhưng đủ để chị thấm thía khó khăn vất vả của nghề và đủ để thấy cái tâm của người phụ nữ nặng lòng với trẻ tự kỷ, trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ chậm nói. Hạnh phúc đối với Việt Hà là được sẻ chia, được chăm sóc các em nhỏ khuyết tật trí tuệ. Chị là một người thông minh, học giỏi. Sau khi tốt nghiệp được trường Đại học Sư phạm Hà Nội, có nhiều cơ hội làm việc tại thành phố. Thế nhưng với tình yêu đặc biệt dành cho những trẻ tự kỷ, trẻ khuyết tật trí tuệ, Việt Hà đành gác lại giấc mơ làm giảng viên, rồi lặn lội khắp các con phố, tìm đến các trung tâm, cơ sở chăm sóc, giáo dục trẻ tự kỷ để sẻ chia, giúp đỡ các em. Cũng do sự vô tình thôi, các phụ huynh ở trên có con có nhu cầu về giáo dục đặc biệt ở Vĩnh Phúc đã về Hà Nội và gặp được tôi. Thì các anh chị đã có gửi lời mời cũng như một cái lời rất là tha thiết là mời tôi về Vĩnh Phúc để có thể dạy học được cho các em nhỏ có nhu cầu về giáo dục đặc biệt ở Vĩnh Phúc. Trước cái lời yêu cầu và đó mà tôi đã đánh động vào cái tình yêu nghề của tôi, và đặc biệt là mình có thể giúp đỡ dạy học được cho các em nhỏ ngay tại chính quê hương của mình. Điều đó đã thôi thúc tôi trở về quê hương và dạy học cho các em nhỏ có nhu cầu về giáo dục đặc biệt ở Vĩnh Phúc. Thương trẻ, thấu hiểu sự vất vả, nỗi khổ tâm của các bậc phụ huynh có trẻ mắc chứng tự kỷ ở quê mình. Khi còn là sinh viên tuần 3 buổi, Hà đi xe buýt từ Hà Nội về thị xã Phúc Yên, rồi lên thành phố Vĩnh Yên dạy kèm cho các em. Sự tiến bộ hàng ngày của các em khiến các mẹ yên tâm và tìm đến nhờ Hà dạy ngày càng đông. Năm 2011, được chồng cảm thông, phụ huynh tin tưởng, chị đã thành lập Trung tâm Can thiệp Khai trí Vĩnh Phúc. Dù còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng với chị, chỉ cần ba sự hỗ trợ là sự cảm thông của chồng, sự đồng tâm của các bậc phụ huynh và giáo viên là chị yên tâm tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn. Sau một quá trình dạy học thì hầu như em nào cũng rất là tiến bộ. Từ đó tôi cảm thấy tôi yêu nghề hơn, các phụ huynh cũng tin tưởng vào cô hơn. Và một cái khó khăn nhất đó là vì lúc đấy là mình mới sinh viên ra trường, mình không có nhiều kinh phí để có thể mở lớp, để đầu tư mua được rất nhiều các cái trang thiết bị. Nhưng mà cô, trò và các phụ huynh cùng khắc phục cái khó khăn đó, dần dần lớp học của tôi nó cũng được hình thành. Nhiều người suy nghĩ rất đơn thuần rằng trẻ tự kỷ không biết cách giao tiếp với những người xung quanh, nhưng có tiếp xúc hàng ngày, trò chuyện và chăm sóc các em mới thấy rằng trẻ tự kỷ có nhiều kênh giao tiếp của riêng mình. Và cha mẹ, giáo viên cần nắm được thế giới rất riêng ấy của trẻ mới có thể dạy dỗ, điều chỉnh hành vi của các em ngày hôm nay tiến bộ hơn ngày hôm qua. Và có lẽ làm được điều đó, chị Hà và các cô giáo ở đây phải rất kiên trì và có những phương pháp thiết thực. Tại trung tâm tôi nói riêng và đối với cái trẻ tự kỷ nói riêng, nói chung thì hầu như em nào cũng gặp những cái khó khăn về giao tiếp. Mỗi em thì lại gặp khó khăn một dạng khác nhau và cái mức độ khó khăn lại khác nhau. Do đó mà là một người giáo viên giáo dục đặc biệt như tôi thì khi mà tiếp xúc với từng trẻ phải tìm hiểu về cái khả năng hiện tại của em. Em đó khó khăn ở cái lĩnh vực nào, về ngôn ngữ hay là có em thì lại sử dụng cử chỉ điệu bộ, hoặc có những em thì hoàn toàn không giao tiếp mắt với những người xung quanh. Cho đó là người giáo viên cần phải quan sát và đánh giá xem em gặp khó khăn gì, rồi cái mức độ khó khăn là như thế nào, rồi từ đó phải tìm ra những cái phương pháp, rồi thiết kế những đồ dùng dạy học cho phù hợp với cái khó khăn của từng em. Đến trung tâm mới cảm nhận rõ hơn tình thương, sự ấm áp mà Hà và 7 giáo viên dành cho 40 em tự kỷ, khuyết tật trí tuệ và trẻ chậm nói học ở đây. Mặc dù trang thiết bị dạy học còn nhiều thiếu thốn, nhưng lớp học luôn đầy ắp tiếng cười, tiếng hát, tiếng nói ê a chưa tròn môi của các em nhỏ.
khi làm nghề giáo viên đến nay và cái nghề giáo dục đặc biệt này thì không nhớ được là số đêm mình mất ngủ là bao nhiêu nữa. Có những cháu mà mình dạy một thời gian không tiến bộ, mình rất là nản. Rồi phải suy nghĩ, rồi tìm tòi sách vở, hỏi ý kiến của các thầy cô giáo cũ của mình, rồi hỏi ý kiến của các bạn đồng nghiệp, tham khảo ý kiến của phụ huynh, bởi vì phụ huynh mới là người hiểu con nhất. Rồi mình phải tìm ra những cái phương pháp cho phù hợp nhất với bạn, với con, để từ đó mà tìm ra những cái cách thức tiếp cận với con để cho con được tiến bộ hơn. Và sau những cái lần mà mình tìm tòi, mình nghiên cứu và những cái đêm trằn trọc như vậy ấy, thì mình cảm thấy là cái công của mình nó không bị phụ, con rất là tiến bộ. Cho nên từ đó tôi có thêm một cái động lực là dù mình làm cái việc gì, mình quyết tâm, mình đầu tư công sức, cái trí lực của mình thì chắc chắn mình sẽ đạt được thành công. Và cái thành công là thể hiện trực tiếp, đó là học sinh của mình tiến bộ. Đó là điều vui và hạnh phúc đối với mình và với cả phụ huynh nữa. Tình yêu của Hà dành cho trẻ tự kỷ cứ lớn dần theo năm tháng. Đến nỗi trong những ngày lễ Tết, thay vì về nhà đi chơi cùng bạn bè, Hà nhận ở lại trông nom các em hoặc dẫn các em ra công viên vui chơi. Chăm sóc các cháu ở trong lớp thì chị như là một người mẹ thứ hai, quan tâm đến tất cả các cháu. Ví dụ như là trẻ tăng động, nhiều lúc cháu hay cáu gắt này, hay gào, hay đánh các bạn thì chị lúc đấy chị đến ôm ấp này, an ủi vỗ về con để con bình tĩnh hơn ạ. Còn về trẻ tự kỷ thì con thường thường hay chơi một mình, thì chị thường động viên các cô là hãy chơi cùng con và cho con chơi cùng và hòa nhập cùng các bạn để con có một môi trường rộng hơn so với các bạn tự kỷ ạ. Kiếm tiền nó còn kiếm tiền thì con là còn kiếm tiền. Với những em nhỏ ở đây, các em đều không thể nhận thức được như trẻ bình thường bởi những căn bệnh bẩm sinh. Các em dù đã lớn nhưng tâm hồn chỉ như một đứa trẻ mới sinh. Em Khổng Gia Trọng mắc bệnh viêm màng não từ khi còn nhỏ, đã ảnh hưởng đến dây thần kinh ngôn ngữ, khiến em ngại giao tiếp với những người xung quanh. Đến nay, bé đã có thể hòa nhập với mọi người và có thể đến trường học sau một thời gian học tập tại Trung tâm Khai trí Vĩnh Phúc của chị Việt Hà. Qua một năm học tập và rèn luyện tại trung tâm của cô Hà, nhờ sự giúp đỡ rất là nhiệt tình của cô, có thể nói là không phải là chỉ con tôi được giúp đỡ nguyên về mặt kiến thức, nhận thức, mà cả về mặt giao tiếp lẫn những cái kỹ năng trong cuộc sống, lẫn những kỹ năng chuẩn bị vào lớp 1. Chính vì thế mà tôi cũng cảm thấy rất là phấn khởi, cháu có thể nói là tiến bộ từng ngày. Như trước đây là cháu không có biết về cái chuyện là đặt một câu hỏi chẳng hạn. Nhưng bây giờ các cô cũng đã dạy cho cháu biết đặt câu hỏi, rồi biết cách trả lời, các kỹ năng giao tiếp với các cô, với bạn, với thế giới xung quanh. Thì tôi cũng rất phấn khởi. Mà mặc dù bây giờ vẫn gửi cháu ở trung tâm này, nhưng ngày mùng 1 vừa rồi là tôi cũng đã cho cháu đi tham gia tuyển sinh vào lớp 1. Và cái tuyển sinh thì tất cả các cô đều nói là cháu hoàn toàn bình thường và có khả năng và cơ hội học tập như các cháu khác ở thế giới hòa nhập của trẻ tiểu học phổ thông. Để ngày hôm nay trẻ nhận thức tốt hơn ngày hôm qua, một trong những công việc hàng ngày của trung tâm là trao đổi thông tin hai chiều với phụ huynh để xây dựng giáo án giảng dạy riêng cho từng trẻ, đồng thời phải đặt ra các mục tiêu phấn đấu cụ thể với từng em. Từ đó, trung tâm phân công cụ thể cho từng giáo viên hướng dẫn nề nếp học tập, sinh hoạt cho trẻ để đạt kết quả tốt nhất. Từ khi mà trung tâm này có quyết định, chị Hà và cũng như là các đồng nghiệp rất là tích cực. Tích cực đây là từ liên hệ địa điểm cho đến là chuẩn bị cơ sở vật chất và cũng như đầu tư trang thiết bị, đặc biệt là đội ngũ giáo viên nuôi và cũng như là chăm sóc đối với các em là khuyết tật. Trung tâm cũng đã là quan tâm đến đội ngũ giáo viên, các cô giáo có kinh nghiệm hoặc là các tổ chức hoạt động cho các cháu rất là hiệu quả mà được phụ huynh đánh giá rất là cao. Vì các cháu đây không những là tại phường Đống Đa mà còn các xã phường khác trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên là đều là đến là gửi các cháu vào đây. Việc dạy kỹ năng sống cho trẻ khuyết tật trí tuệ là rất cần thiết và quan trọng. Dù công việc vất vả là vậy, nhưng đến lúc thu học phí, chị Hà sẵn sàng giảm 1/3 tiền học phí cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thậm chí đối với gia đình có hai con theo học ở đây, chị chỉ thu học phí của một bé.
cháu nhà tôi là nó bị điếc bẩm sinh, cho nên là nó rất là vô cảm với mọi người, bố mẹ, ông bà và anh em, à, tất cả xung quanh là vô cảm. Nhưng mà qua học tập ở đây thì cháu đã tập và sống có tình cảm hơn, và cháu đã bập bẹ nói được bà, ông, gọi được ông bà và bố mẹ. Chúng tôi cũng thấy rất là hạnh phúc. Bố Hoa đi đâu? Ngoài việc dạy trẻ tập trung vui chơi cùng các bạn, cách sinh hoạt, phục vụ bản thân hàng ngày, thì trung tâm cũng tổ chức các lớp giáo dục đặc biệt phù hợp với từng loại khuyết tật của mỗi trẻ. Qua đó, trẻ tiến bộ trong giao tiếp và ứng xử, đem lại niềm vui cho phụ huynh cũng như gia đình của các em. Những ngày đầu tiên thì lúc nào khuôn mặt của các mẹ cũng rất là buồn, rất là, và hầu như là khuôn mặt buồn, mắt lúc nào cũng ướt, và cũng gửi gắm niềm tin nhờ cô trách nhiệm. Mình đó, lúc đó mình cảm thấy là trách nhiệm của mình rất là cao, bởi vì là có những cháu đi học từ các huyện đi lên đây học á, cách xa hàng 20-30 cây số, nhưng mà hàng ngày, ngày nắng cũng như ngày mưa á, phụ huynh vẫn khắc phục đưa con đi học đến đây, cho nên là mình cảm thấy là cái trách nhiệm của mình cao hơn. Làm mình phải làm thế nào để cho cái công sức các bố mẹ và các em nhỏ vượt cái quãng đường xa như thế lên đây nó phải có kết quả. Và sau một thời gian với những cái nỗ lực của bản thân tôi cũng như là các giáo viên của trung tâm tôi thì các em hầu như cũng đều rất là tiến bộ, và tôi lại nhìn thấy những cái nụ cười trên môi của các phụ huynh. Bên cạnh việc điều hành trung tâm khai trí Vĩnh Phúc, chị Hà còn đảm nhiệm việc quản lý, tư vấn chuyên môn cho một trường tiểu học dành cho các trẻ em khuyết tật tại thành phố Hồ Chí Minh. Hàng tháng, chị luôn phải sắp xếp thời gian để bay vào thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành công việc. Dù bận rộn, nhưng chưa bao giờ chị thấy mệt mỏi. Phải chăng tình cảm dành cho các em nhỏ quá lớn khiến người phụ nữ ấy ngày càng quyết tâm hơn? Dự định sắp tới của tôi đó là tôi sẽ không mệt mỏi trong quá trình xin được cái giấy phép cũng như sự quan tâm của các cấp, các ban ngành dành cho lớp học và các em nhỏ của tôi. Tôi sẽ vẫn cứ kiên trì và theo đuổi cái công việc đó. Và thứ hai nữa đó là tôi muốn mình có thể được tham gia rất là nhiều các khóa học hơn nữa, nhất là các chuyên gia nước ngoài tổ chức các cái cuộc hội thảo, thì tôi có thể tôi rất là mong muốn mình sẽ tham dự các khóa học đó để học hỏi thêm kinh nghiệm cũng như các phương pháp mới để có thể áp dụng để dạy cho học sinh của mình. Và thứ hai nữa đó là tôi cũng mong muốn là mình cũng đặt ra các cái mục tiêu là mỗi năm học mình sẽ có thêm được nhiều trẻ có thể đi học hòa nhập được ở các cái trường học bên ngoài giống như các trẻ bình thường. Đó là điều mà tôi cũng như các phụ huynh hạnh phúc nhất. Công việc bận rộn là vậy, nhưng chị Việt Hà vẫn luôn là một người vợ, người mẹ đảm đang. Mọi việc chị đều cố gắng làm tốt sau những giờ ở trung tâm, và người luôn đồng hành giúp đỡ chị không ai khác, đó là chồng chị. Anh luôn ở bên động viên chia sẻ công việc để chị yên tâm làm việc. Khi dạy các cháu này, vợ tôi cùng với cô rất vất vả, và các cháu học ở nhà tôi nó nhiều căn bệnh khác nhau, mà cháu nào cũng khác, không phải cháu nào cũng giống cháu nào. Trong khi đó là vợ tôi đi các tỉnh và đi các trung tâm khác để học hỏi kinh nghiệm thêm về truyền đạt kiến thức cho các cô, để các cô dạy dỗ các cháu ngày một tiến bộ. Ngoài công việc ở trên lớp tôi thấy là rất vất vả, nhưng mà vợ tôi rất cố gắng, không dù ốm đau mệt mỏi, nhưng mà vợ tôi khi có các chương trình mà đào tạo về trẻ khiếm tính khuyết tật thì vợ tôi cũng thu xếp thời gian để đi học hỏi kinh nghiệm thêm. Nếu không có sự kiên trì, nhẫn nại và tình thương thực sự dành cho trẻ thì không thể chăm sóc khai thông trí tuệ cho các em nhỏ. Giáo viên dạy trẻ tự kỷ phải hiểu rõ từng đặc điểm, hướng dẫn trẻ để trẻ có những hành vi theo mong muốn của mình. Kỹ năng này cần được củng cố liên tục hàng ngày, thậm chí hàng giờ. Trung tâm can thiệp sớm khai trí Vĩnh Phúc nói chung và đặc biệt là chị Việt Hà đã giúp cho nhiều trẻ khuyết tật có cơ hội được giao tiếp và học tập giống như những trẻ em bình thường khác, giúp trẻ hòa nhập cộng đồng, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.